Hưởng ứng những hoạt động của năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận Hội Tụ Xanh, nhiều ngày qua các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, nhân viên, hội viên, đoàn viên trong toàn tỉnh đã thực hiện bằng những hành động cụ thể, qua đó lan tỏa thông điệp cùng chung tay hưởng ứng các phong trào hoạt động của tỉnh Bình Thuận trong năm du lịch quốc gia. Hưởng ứng lời kêu gọi của ngành du lịch, nhiều người dân đã đồng loạt thay khung ảnh đại diện nhằm đóng góp cho tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2023 được tổ chức tại Bình Thuận. Theo đó, người dân có thể thay khung ảnh đại diện đồng thời trên các nền tảng mạng xã hội của cá nhân như Facebook, Zalo với chủ đề Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo người dân, cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên. Việc thay khung ảnh đại diện là một cách tuyên truyền trực quan. Mỗi người dân là một đại sứ du lịch, giúp truyền tải đến bạn bè và du khách những giá trị của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của vùng đất Bình Thuận. Bên cạnh đó, thể hiện sự thích ứng của ngành du lịch khi ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo sự lan tỏa nhanh, thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với thông điệp hướng đến qua hình ảnh avatar. Mọi người cùng nhau có một hành động nhỏ là đổi ảnh avatar trên Zalo, thì từ đó có thể tạo phong trào lan rộng ra toàn tỉnh, từ đó có thể góp phần nâng cao ý thức của mỗi bạn đoàn viên thanh niên cũng như là người dân tuyên truyền hình ảnh của du lịch quốc gia đi phát triển hơn. Không dừng lại ở thay đổi khung ảnh đại diện trên mạng xã hội, người dân trong tỉnh cũng đang tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện một phần quà tặng cho du khách khi đến với Bình Thuận trong năm nay. Tôi đang lên ý tưởng sẽ làm một bức tranh gạo về đồi cát Bình Thuận sẽ tặng cho du khách. Thì hiện nay là tôi đang lên giai đoạn chuẩn bị, sẽ lựa chọn thêm một số đặc sản của Bình Thuận để gửi cho du khách, bạn bè ở các tỉnh khác về thăm Bình Thuận. Tôi sẽ chuẩn bị cái phần quà tặng giống như là đặc sản của mình, giống như nước mắm, hải sản, cá, mực, tôm, rồi thanh long để về người ta mang lại cho gia đình họ những món quà đặc sản của Bình Thuận mình. Mỗi người dân là chủ thể của năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Bằng những hành động hưởng ứng thiết thực, mỗi người dân sẽ như là một đại sứ du lịch của địa phương, từ đó truyền tải đến bạn bè và du khách những giá trị tốt đẹp của thiên nhiên con người Bình Thuận. Là một người dân của Bình Thuận, tôi cũng góp phần là một đại sứ để quảng bá và du lịch Bình Thuận. Thì khi các bạn ở cái nơi xa tới có thể tham quan các địa điểm như là núi Tờ Cú, muốn đi bộ vẫn được, cáp treo vẫn có, hoặc là tới vùng biển để đổi gió thì có thể đi khu Mũi Né, hoặc là có thể đi ra để thưởng thức cái đồi cát trắng dài và rất là rộng lớn. Em sẽ giữ cho khuôn viên nhà ở, cơ quan nơi làm việc và những nơi công cộng luôn sạch sẽ, thoáng mát để cho du khách đến cảm thấy một Bình Thuận xanh sạch đẹp. Những hành động thiết thực, nhiều ý nghĩa đang được mỗi người dân hưởng ứng một cách mạnh mẽ và truyền tải nhiều thông điệp tích cực. Một khi tính chủ thể được phát huy, vai trò và sự đóng góp của cộng đồng được lan tỏa sẽ góp phần tạo nên sự thành công của năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận Hội Tụ Xanh.